Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học lớn của thành phố với hơn 18.000 sinh viên đang theo học, nên nhu cầu nghỉ trưa tại trường của sinh viên rất nhiều. Khi trời nắng nóng hay mưa gió, để tìm cho mình một nơi ngã lưng cũng vất vả đối với sinh viên có chỗ ở tương đối xa giữa trường, đặc biệt là sinh viên từ các tỉnh thành đến tham gia học tập. Có nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nên việc chi tiêu cũng khó khăn. Trên tinh thần giáo dục nhân bản, sáng tạo, hội nhập, đặt giá trị nhân văn lên hàng đầu, Trường Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn tổ chức nhiều hoạt động, công trình chăm lo sâu sắc đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên. Nhận thấy sau những giờ nghỉ trưa, sinh viên thường nghỉ tạm ở những bãi cỏ hay ở thư viện mà không có chỗ nghỉ lưng thoải mái để chuẩn bị tốt cho việc học buổi chiều. Thế nên ban giám hiệu nhà trường đã cho xây dựng một khu nghỉ trưa có võng nằm và máy lạnh dành riêng cho sinh viên. Khu nghỉ trưa này là mô hình nghỉ trưa đầu tiên thuộc cấp đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước, được đưa vào hoạt động vào ngày 20 tháng 11 vừa qua. Từ khi có được khu nghỉ trưa máy lạnh có võng này thì tình trạng sinh viên ngủ gật trong những giờ học cũng đã được hạn chế. Toàn khu vực nghỉ trưa này đã được nhà trường tận dụng khu vực cánh phải hội trường lớn với diện tích 18m x 10m, được bố trí với hơn 60-70 chiếc võng, hoạt động từ 11 đến 13 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu. Sinh viên được ra vào khu vực này tự do. Theo đó, các bạn sinh viên đến đây chỉ cần chọn cho mình chiếc võng là có thể ngã lưng ngay sau những giờ học hoặc có không gian thoải mái để đọc sách. Do nhu cầu sử dụng khu nghỉ trưa của sinh viên rất lớn, nên trong thời gian tới, nhà trường đang tiếp tục khảo sát các khu nhà học để bố trí thêm các khu nghỉ trưa khác nhằm tăng cường phục vụ cho nhiều sinh viên của trường hơn, để sinh viên tiết kiệm được nhiều khoản chi phí và học tập tốt hơn.
Tuy khu nghỉ trưa đầu tiên với diện tích còn khá hạn hẹp, nhưng đã phần nào góp phần giúp ích cho sinh viên có nơi để nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Hy vọng những khu nghỉ trưa như thế này sẽ được nhân rộng thêm nữa tại những trường cao đẳng đại học khác, góp phần tạo điều kiện cho sinh viên có những chỗ nghỉ ngơi thoải mái, hướng đến nâng cao được chất lượng học tập. Thưa quý vị, vào chiều tối qua tại các bệnh viện thuộc tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận liên tiếp hàng chục bệnh nhân nhập viện nghi do bị ngộ độc thực phẩm. Và theo như cơ quan điều tra, các bệnh nhân này cho biết trước đó họ đều ăn bánh mì ở một quán khá nổi tiếng. Đến sáng nay, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thống kê đã có hơn 70 người phải nhập viện. Cụ thể đã có 51 người cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, 6 người cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột và nhiều người nhập viện tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt, v.v. Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến 10 giờ trưa ngày 29 tháng 11, số bệnh nhân nhập viện đã lên đến 73 người. Các bệnh nhân này trước đó đều đã ăn bánh mì tại quán Cô Dung nằm ở ngã tư đường Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, thành phố Buôn Ma Thuột. Là lúc đó thì em còn được bùng khi cùng kể vô kề bánh mì và dùng kéo hai ổ ăn tại chỗ. Lúc vừa ăn thì vừa cảm giác là bánh mì vẫn bị ế. Xong rồi em bảo là chắc không phải đâu, tại vì em ăn thấy bình thường. Trong lúc ăn thêm hai ổ thì em có kéo thêm một ổ ăn thêm. Nhưng tới 11 giờ trưa là em thấy khó chịu, vừa em cũng bị ói, bị nôn. Ngày hôm nay thì khoảng 9 giờ 30 sáng là như là chúng tôi tiếp nhận ca đau bụng, sốt và đi cầu lỏng, nôn ói đầu tiên. Thì tới giờ này thì chúng tôi tiếp nhận khoảng 40 ca và bệnh và cái triệu chứng đều tương tự, đau bụng, sốt, đi cầu lỏng và nôn. Nhận được thông tin, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã thành lập tổ công tác tới bệnh viện lấy các mẫu bệnh phẩm và lấy gần 20 mẫu thức ăn tại quán bánh mì nêu trên và đã gửi các mẫu tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm xác định nguyên nhân. Hiện quán ăn trên đã bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh. Riêng các bệnh nhân đến nay hầu hết sức khỏe đã tạm ổn. Và thưa quý vị, sự việc này làm cho Bùi Tuyết nhớ đến cách đây một tháng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có gần 55 em nhỏ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì chà bông gà. Hiện doanh nghiệp cung cấp nguồn bánh mì cũng đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 84 triệu đồng vì cơ sở sản xuất không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thêm sự việc lần này cũng ngộ độc do ăn bánh mì tại tỉnh Đắk Lắk, nên chúng tôi rất mong Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk sớm có kết quả kiểm tra rõ ràng để người dân không khỏi hoang mang. Và cũng liên quan đến thông tin về sức khỏe, sáng nay Bệnh viện Di Đồng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa tiến hành nội soi thực quản gấp một đồng xu ra khỏi dạ dày của bé trai 6 tuổi. Theo lời của người nhà cho biết thì trước đó bé LQL này chơi trò chơi tung hứng đồng xu cùng với bạn bè rồi không may nuốt vật thể vào trong bụng. Do dị vật có kích thước hơi lớn, đường kính khoảng 2,5cm nên khi tiến hành phẫu thuật các bác sĩ gấp lên trên ngã ba hầu họng thì bị rớt lại xuống dạ dày và phải gấp đến lần thứ ba mới thành công. Và đây là hình đồng xu đã được gấp ra thưa quý vị. Vâng, những vật nhỏ như là đồng xu, đồ chơi hạt nhỏ, nếu trẻ em nuốt phải và rơi vào thực quản, khí quản sẽ gây nghẹn, khó thở, rất nguy hiểm đến tính mạng. Rất mong là quý phụ huynh chúng ta cần chú ý hơn để tránh cho trẻ em chơi những dị vật nhỏ này ạ. Xin được chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị khán giả, vào khuya ngày 27 tháng 11 vừa qua, tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã xảy ra một vụ án mạng chấn động chỉ vì bị nhắc nhở gây ồn ào mà một nam thanh niên đã dùng dao nhọn làm hung khí đâm hai người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình. Hậu quả là đã khiến cho một người phải thiệt mạng, còn một người thì bị thương nặng, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện. Điều đáng nói là sau khi gây án xong, đối tượng liền bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều ngày hôm qua thì công an mới vừa bắt giữ được đối tượng này. Theo đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11, đối tượng tên Lê Xuân Dũng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ấp Việt Kiều, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Trước đó, vào khoảng 23 giờ khuya ngày 27 tháng 11, sau khi ăn nhậu, đối tượng Dũng đã được Nguyễn Quang Vinh dùng xe máy về nhà. Khi đi ngang qua nhà anh Trương Văn Dũng, thuộc tổ 8, khu phố Xóm Rẫy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Vinh rồ ga lớn gây ồn ào. Ông Trương Văn Lực và ông Trần Dũng, người trong nhà đã ra quát mắng. Tức giận, Dũng đã dùng một con dao đâm nhiều nhát vào người ông Lực và ông Dũng. Hậu quả làm ông Trần Dũng chết tại chỗ, ông Lực bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Lê Xuân Dũng và Vinh lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Lê Xuân Dũng và các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật. Miền Đông 24 giờ, bản tin đặc biệt cho khu vực Đông Nam Bộ. Hãy đón xem bản tin Miền Đông 24 giờ 18 giờ mỗi ngày trên kênh BTV1 Đài truyền hình Bình Dương.